Đó bác, đây là cái đồng hồ Rado của bác Thuận ở Quảng Xương, Thái Bình. Này, bác gửi cho em hai con, một con Senco em đã hoàn thiện xong rồi. Bây giờ đến cái thứ hai là cái Rado điện tử này của bác ấy. Đó. Rado điện tử của bác ấy. Đây. Con này là máy rất là bền đấy. Nhiệm vụ của em thứ nhất là phải cho con này chạy đã. Thứ hai nữa là chống nước cho bác ấy. Đây. Đồng hồ này của bác ấy mất cái nút lỗ núm luôn này. Đồng hồ bây giờ có cái lỗ núm này, mất cái lỗ núm rồi. Em sẽ khắc phục cho bác ấy. Đầu tiên là đến cái đồng hồ này đã. Cái phần khắc phục đến cái phần này đã. Đây nó mất một cái cá này nha bác này. Rồi em sẽ khắc phục cái này đầu tiên nhé. Từng bước một. Con này chắc là phải lau dầu rồi. Vì đồng hồ này lâu rồi. Đấy, con dòng máy này của nó rất là bền các bác nhé. Dòng máy này em hay gọi quen là dòng máy dây đàn. Vì nó giống như cái đàn này. Đấy, nên là máy rất là bền. Đó. Đó. Dòng máy này cách đây khoảng độ 30 năm trước nên là rất phổ thông này. Con này cái IC của nó hơi bị rỉ này các bác nhé. Em sẽ kích con IC lên cho bác ấy. Em đã có video là cách kích IC đấy. Không giấu cái gì cả. Kích IC. Đây. Nó bị bẩn một tí này em sẽ xử lý luôn cái chỗ này cho bác ấy. Đây con IC này. Đó. Rồi. Sau đó em sẽ đấy, tiếp xúc đây. Rồi. Đấy, nó bị bẩn một tí đấy các bác. Còn IC này thì vẫn còn dùng được được. Đấy, nhưng mà đây các bác này, nó bị mất cái cá ở đây này. Đây nhá. Sao? Đây cái cá ở đây này. Mất luôn cái cá ở đây. Trước tiên thì em sẽ vệ sinh này cái tiếp xúc điện cho bác ấy đã. Đây cái tiếp xúc điện này. Tiếp xúc điện này nó lâu rồi. Đó, mình sẽ vệ sinh lại cho người ta bằng cái bàn chải thôi mà các bác, rất đơn giản thôi. Đây cái bàn chải đây. Đó, rồi ok, một cái thao tác rất nhỏ thôi đấy. Và đây nó mất một con ốc nha các bác nhé, thấy không, mất một con ốc. Em sẽ cho bác ấy luôn cái này, có thì mình cho người ta thôi chứ chả lấy tiền làm cái gì đúng không. Đây một con ốc này. Em lấy cho luôn bác cái một con ốc này. Con ốc xịn đấy. Chứ không phải ốc mới bẩn đâu các bác nhé. Tại vì cái dòng máy này em rất là nhiều. Cách đây khoảng 20 năm trước. Em làm rất nhiều con đồng hồ này. Đấy, vì cái dòng máy đấy thời đấy là rất là phổ biến và cực bền. Và đến nay nó vẫn cứ bền. Và đây là cái cá của nó đây. Đây này. Cái cá này nó bị mất đây các bạn này. Đó. Đó, em sẽ lắp nó vào. Đây, nó không có cái cá này. Đấy, thứ ba là cái núm ti. Đây, cái núm ti em lấy sẵn đây nhé. Này, cái này không có nhá. Em sẽ lắp luôn vào đây. Em phải giữ đây nhé, không thì nó sẽ bị bay mất đấy. Đó. Rồi, bây giờ em sẽ lắp nó vào. Cái này không khéo thì nó cũng không biết lắp thì nó cũng cũng bị lệch đấy. Cái này lâu lắm em không làm một cái đồng hồ điện này các bác. Với em đồng hồ điện thì nó đơn giản, đồng điện dễ làm lắm, nhưng mà tùy tùy từng con đấy, có con cũng sườn lắm đấy các bác ạ, đừng có đùa. Có con nhiều thợ nó phá rồi ấy, hoặc là thay đồ linh tinh vào rồi ấy, thì đúng là mình làm đúng là chết mệt. Thế là đã qua tay thợ rồi ấy, thì nó thay đồ lung tung vào đấy rồi ấy, thì mệt lắm. Nên là em phải hỏi kỹ xem là đã sửa cái gì rồi hay đã làm gì rồi. Nếu bác nào thật thà bác ấy nói rồi thì mình biết cách mà mình làm.
đây và cái này nó bị mất chân này các bác này, bị mất chân này đó nhá. Rồi cái này em sẽ khắc phục sau cho bác ấy, tạm thời em cứ để vào đây đã, cho nó chuẩn đã. Đó, đây này, cái mặt số nó đang chạy này các bác nhìn này. Đó, bây giờ bây giờ em sẽ lắp lại cái kim của cho bác ấy, lắp lại kim và chỉnh làm sao cho nó chuẩn cho bác ấy. Đấy. Thì em vẫn phải để cái căn vào đây, bởi vì nó bị cái chân của nó bị lỏng rồi, nên cái mặt số nó bị mất chân rồi. Đó, rồi em sẽ nhổ cái kim này ra để em lắp lại cho bác ấy, cho nó chuẩn. Kim này rất là lỏng, em sẽ nắn lại. Đó. Đầu tiên em sẽ đẩy lịch đã. Ồ, cái này lịch không nhảy nhé. Rút ra em chỉnh giờ xem nào. Một lần nữa xem nào. Đó, này lịch các bác nhé. Này lịch trong rồi. Rồi bây giờ em sẽ nắn lại cái kim cho bác ấy. Kim này nó bị lỏng chân. Đó, thì mình sẽ nắn lại cho người ta. Rất đơn giản đó. Nắn cái chân kim này này. Cực kỳ dễ các bác nhé. Đó, chứ không phải thay đâu. Nhiều người cứ nghĩ là sẽ thay nhưng mà em không thay. Em sẽ nắn lại cho người ta bằng cách bóp bóp cái kim này thôi. Đó, bóp hai bên này này. Bóp khéo nhá. Em bóp khéo, không thì nó sẽ bị móc. Cảm giác cả tay mình biết. Đó, rồi mình sẽ lau lại cái kim này cho sạch sẽ cho người ta. Đó, nó sẽ sáng bóng thôi nhá. Rồi, mình sẽ lắp chuẩn lúc 12 giờ. Đó. Rồi. Cái chân này cũng hơi khó lắp đấy các bác ạ. Đấy, nhiều bác gắn keo chứ tùy thôi, thích gắn keo thì gắn keo, không thích gắn thì thôi. Đó. Thế em thì thế nào cũng được. Đó. Rồi bây giờ em sẽ nắn tiếp cái kim phút. Đây, kim phút của bác ấy đang bị cong nhá, em sẽ nắn lại cho bác ấy. Trước tiên là nắn đã. Đây, cái này để lên tay nắn này. Đó. Cái đuôi này nó hơi cứng nên là tay nó không giải quyết được. Đó, rồi em sẽ cũng nắn lại cái kim này cho cái lỗ kim này nó vừa. Đó. Rồi, bây giờ em sẽ lau cái kim này thôi. Đó. Đó. Cái việc lắp kim này rất là quan trọng nhé. Nhiều người coi thường cái việc lắp kim này thì nó sẽ gây ra hiện tượng cái bệnh sát kim đấy các bác nhá. Và cái kim dây cũng thế này, nó đang bị cái đuôi kim nó đang bị trúc xuống đó, thì em nắn lại một tí thôi là nó sẽ ngon lành thôi. Chà, em thấy cái kim dây của nó hơi bị chạm vào kim phút các bác thấy không? À, hơi chạm vào kim phút một tí. Ngay trường cái kim dây này nó rỗng chân rồi. Kim dây này này thì em sẽ thay cho bác cái kim khác. Thay cho kim khác nhé. Rồi em sẽ thay cho bác một cái kim khác nhé. Kim mới của em này nhé. Kim mới xịn. Thôi kỷ niệm cho bác. Đó, cái mới xịn khác, nhìn khác ngay. Một phát vào ngay, ăn ngay. Không chỉnh cái gì cả. Đó. Rồi em sẽ lắp thêm pin vào. Rồi, em sẽ lắp thêm pin vào để test thử luôn. Nó chạy nha.
sẽ bỏ cái căn này ra, lắp nó dễ. Đó, rồi sẽ lắp cái này vào. Rồi bây giờ sẽ lấy lại giờ cho chuẩn. Rồi, để đây đã, cho nó chạy đã. Rồi bây giờ em sẽ xử lý tiếp cái vỏ đồng hồ này. Đầu tiên là cái lỗ núm của nó. Em sẽ dùng cái này 52 đồ keo vào đây. Đó. Để em gắn cho nó chắc chắn thôi. Chứ thực ra là cái lỗ núm của nó cũng chắc chắn rồi. Đấy, rồi em sẽ gắn cái lỗ núm này. Đầu tiên là em sẽ gắn vào đây. Cho keo vào đã. Cách này chỉ có dùng keo thôi các bác nhé. Đó, sau đó em sẽ đây cái lỗ núm em đã chuẩn bị từ trước đây các bác, em nhìn thấy nó bị như thế này em đã chọn ngay rồi. Đó, và em sẽ gắn nó vào đây. Ấn nó vào. Ấn thật chắc, thật chắc. Đó, sau đó sẽ gắn xung quanh. Đó, cái này thì bây giờ nó lúc này không còn dùng được nữa. Em sẽ phải chuyển sang dùng cái kim. Đó. Tức là đến lúc này ấy, gắn keo vào dùng cái kim. Đó. Đấy. Rồi ok. Đấy, và em sẽ tìm cho bác ấy một cái núm. Cái núm nó vừa đẹp. Đây. Để có thể lắp vào cho bác ấy. Đó. Nên cái này phải đợi nó khô mới được. Ok. Rồi em sẽ xử lý tiếp đến cái núm và cái ti. Nó chạy rồi đúng không ạ? Thì bây giờ em sẽ lấy nó ra. Để em test thử. Đây cái núm này em đã chọn này. Và cái ti em đã chọn rồi. Và chọn tại sao em lại chọn này? Tại vì này nó phải cái độ đủ mút các bác nhé. Đấy, nó mút như này này. Thì khi mình lắp vào thì nó mới chịu ứng nước. Không chịu ứng nước đâu. Đó. Chứ không phải là mình cứ thích thay cái nào là được đâu. Đó, và em sẽ thổi cho nó sạch sẽ đi cho bác ấy. Đó, rồi em lắp vào. Đó. Rồi bây giờ lắp cái này vào. Đó, bây giờ thì còn cắt ngắn cái này đi sao? Cắt ngắn cái ti này sao? Nó hơi dài một tí. Và thay cái gioăng này. Thay gioăng này. Đó, nhờ các bác. Đấy, sau đây các bác nhìn thấy em núm em lắp vào nó phải vừa khít in như này. Thì ok. Rồi bây giờ em xử lý đến cái phần này. Cái gioăng này của nó này, các bác nhìn cái gioăng này làm sao mà chịu nước đúng không? Thay luôn cho bác cái gioăng khác. Đấy. Đó. Cái gioăng nó phải to. Đây các bác nhìn thấy cái gioăng của em thay cho nó to gấp 3 lần cái gioăng của bác ấy nha. Đó, nó phải thế này chứ. Nha. Mới chịu ứng nước các bác ạ. Đó. 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 Rồi em sẽ lắp cái nắp đáy vào. Đấy, vặn nó phải có độ mút chứ các bác nhé. Vặn nó phải có độ mút như này. Đó. Ok. Đó, thế là em hoàn thiện xong cái đồng hồ, hai cái đồng hồ cho bác rồi. Đây nhá. Đó. Cái này lấy lại giờ là ok. Đó. Rút ra lấy lại giờ. Bây giờ là 3 giờ 15. Đó, chào các bác.